Xin chào các bạn đã quay trở lại với săn truyện review. Hôm nay mình sẽ ra phần tiếp theo của bộ truyện Phế vật nhờ sở hữu củ khoai siêu to, ta được nữ đế triệu hoán, phần 3. Ở phần trước sau khi hai cô gái tiêu diệt hết đám thuộc hạ của bọn gian buôn. Tuy nhiên bọn họ không tìm thấy Lâm Kha nên đi tìm. Hóa ra anh ta đang bắt nữ cầm đầu nại nại và cho cô ta một bài học. Chỉnh sửa quần áo lại chỉnh tề, anh ta liền nói: "Các ngươi quá sơ suất rồi, không biết đạo lý bắt giặc thì phải bắt vua trước sao?" Vẫn cần lão phu ra tay à, Hoàng Yến trông thấy cảnh này lại kêu lên. Lâm Lang lợi hại quá, nhanh như vậy đã giải quyết xong rồi. Thế nhưng lại 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 lên tiếng, các ngươi đụng nhầm người rồi, ta chỉ là chân chạy việc. Nhưng lương thực này là đều của quận thủ đại nhân. Các ngươi có chắc là muốn đối đầu với đại nhân chứ? Lâm Kha cười khinh. Ta sợ quá, quay về nói với quận thủ các ngươi, ta là người có thể trị hắn. Và thế Lâm Kha cho gọi tất cả những người ăn xin chín nghèo khổ tập trung lại. Anh ta đứng lên phía trước, giơ tay cao lên mà dõng dạc tuyên bố. Các vị, tất cả lương thực ở đây hôm nay toàn bộ đều do lâm công tử thanh toán những người đói khổ liền vui mừng gieo hò ông trời có mắt không chết đói nữa rồi những tên gian thương chết tiệt này lên đi lấy toàn bộ lương thực lại cho ta nại nại định xông lên nhưng cũng bị đám người ăn xin đó ngăn chặn lại bực tức cô ta gào thét a à, a à, há giữa trưa ngày mai đám người phản kháng quận thủ sẽ bị chém đầu dám phá hoại chuyện tốt của đại nhân toàn bộ các ngươi đều phải chết hoàng yến nghe xong thì kinh ngạc mà nói tại sao tại sao lại đến sớm không phải sau thu sao sau đó cô ta hất hãy chạy một mạch đi mà không nói lời nào lâm kha cũng không hiểu gì nên nói với quận chúa đi đi theo xem xem quận chúa liền đồng ý được thôi chuyển cảnh tại nhà hoàng yến khi quận chúa tới nơi vừa mở cửa bước vào cô ta thầm nghĩ đây là nhà của hoàng yến sao một bà lão hốt hoảng bước đi loạn trọn khi thấy hoàng yến yến nương cuối cùng cô cũng về rồi mấy ngày nay cô đi đâu vậy bình nhi đã cô không thể xảy ra chuyện nữa hoàng yến vừa trấn an bà lão vừa đưa tay về lâm kha mà nói không sao đâu a à ma đệ đệ không chết đâu vị này là không sai đặc sự mà thánh thượng phái đến cứu chúng ta bất chợt từ xa có một chiếc diều được phóng thẳng tới lâm kha bình tĩnh lâm kha chỉ dùng hai ngón tay kẹp lại chiếc diều đó anh ta bất ngờ mà nói thầm là võ giả ngũ cảnh không ngờ trong hương giã lại có loại cao thủ này còn lợi hại hơn cả tịnh vân sư thái nhận ra người vừa ra tay hoàng yến bước tới muốn bảo vệ lâm kha mà nói khôi thúc bọn họ không phải người xấu chính là cứu binh mà ta dẫn về người một mắt được cho là khôi thúc hùng hổ mà nói đương quan nếu là vì yến nương cầu xin ngươi bất luận bây giờ ngươi đang có chú ý gì ngươi cũng có thể rút rồi lâm kha vẫn thong thả mà nói ta đại diện cho bệ hạ không phải cùng một bọn với trúc sơn quận thủ đó các hạ không cần lo lắng tuy nhiên ông ta lại ra vẻ bất cần mà lên giọng chuyện của trúc sơn thành người trúc sơn chúng tôi có thể tự giải quyết đầu của cầu tặc quận thủ đó đợi sau khi ta đột phá sẽ vặn nó xuống hà tất phải cần một người ngoài nhúng tay vào cút vừa nói ông ta vừa thi triển năng lực lâm kha vẫn bình thường còn quận chúa đã nhận ra được đó chính là công phụ bán bộ lục cảnh lâm kha thấy vậy thì liền lên tiếng được nếu các hạ đã tự tin như vậy vậy thì tại hạ không làm phiền nữa cáo từ nói xong anh ta liền ôm theo quận chúa mà bay đi lâm lang đợi đã hoàng yến vội vàng kêu lại nhưng đã không kịp thế là cô ta tức giận mà quay lại nói với tên một mắt kia khôi thúc thúc có biết ta đã khó khăn thế nào mới có thể khiến bệ hạ chú ý đến nơi này không thúc dù thế nhưng ông ta vẫn bình tĩnh nói lại với hoàng yến yến nương chúng ta là người trong giang hồ câu kết với triều đình sẽ không có kết cục tốt cô yên tâm đệ đệ hoàng bình của cô chúng tôi nhất định sẽ cứu ra tới đây ông ta mới chợt nhớ đến lâm kha mà nói vừa rồi tên tay sai của triều đình đó rời đi từ cửa sau sao những người xung quanh khi nghe ông ta nói cũng ngạc nhiên nhìn nhau hình như là đột nhiên có một đám người xông vào nhà mà la hét phụng mệnh quận thủ bắt phản tặc tiêu cục hoàng long khôi thúc liền tức tối mà quát lại cầu quan quận thủ không phải là tiểu tử vừa rồi truyền tin đấy chứ không thể nào hoàng yến đứng hình không tin là lâm kha lại làm như vậy một ông quận thủ to mập đang ngồi trên xe lăn mà đắc ý ha 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 hoàng khôi hoàng yến trên dưới tiêu cục các người các ngươi đều đã chết mấy người rồi còn dám đến cướp lương thực của ta các ngươi thật sự không sợ chết à lão hoàng khôi điên tiết mà lớn tiếng trương trì phụ chuyện ngươi tích trữ lương thực nâng giá lương thực ta đã bẩm báo lên bệ hạ ngươi không đắc ý được bao lâu nữa đâu quận thủ không sợ lời hoàng khôi nói mà ngược lại ông ta thêm hống hách bệ hạ biết được thì sao chứ thế lực đằng sau của ta cũng không hề yếu sau đó lão ta liền đưa tay ra lệnh bắt tất cả lại ngày mai cùng nhau xử trảm giết giết bọn chúng gào thét cùng nhau xông lên tấn công đám người của hoàng yến cũng trong lúc này ở ngoài vườn nhà hoàng yến lâm kha và quận chúa đang đứng nhìn bọn họ đầu đá thấy không ổn quận chúa lại lên tiếng lâm lang e rằng hoàng yến sẽ gặp nguy hiểm chúng ta không ra tay sao vội gì chứ chúng ta hãy quan sát thêm một chút nữa đáng đáng ghét tuy nhiên anh ta lại trấn an yên tâm quan sát là được hoàng khôi đó tu vi không thấp không dễ bị hạ gục như vậy đâu còn nữa trên người quận thủ đó có yêu khí nhạt chuyện này e là không đơn giản chúng ta hãy quan sát trước đã quay lại bên trong nhà hoàng yến hoàng khôi lúc này ông ta cũng sử dụng năng lực cuồng sư thiên cương một chiêu của ông ta có thể đẩy ngã tất cả bọn chúng sau đó ông ta liền ra lệnh rút lui từ cửa sau sau khi để bọn họ trốn thoát lão quận chủ liền tức giận mà quát móng hư ừ, đúng là một đám phế vật bất chợt có hai tên thuộc hạ của quận thủ vừa tới trên mặt họ còn có yêu khí của quỷ thuộc hạ hộ giá không đúng lúc xin đại nhân trách phạt một trong hai tên đó lại nói có điều hoàng khôi đó vẫn chưa thăng đến lục cảnh tiêu hao tinh huyết cưỡng hành giải phóng ly thể cương khí nguyên khí tổn thương đã không còn gì đáng lo nữa tuy nhiên quận thủ lại phất tay kêu bỏ đi ta không sao nếu như chuyện của yêu vương xuất hiện có sai sót hậu quả thế nào cũng không cần ta phải nói nhiều nữa đúng không bất chợt có người lên tiếng hỏi hậu quả gì quận thủ thắc mắc quay lại hỏi các ngươi điên rồi sao hóa ra là lâm kha đã xử hai tên thuộc hạ kia rồi đứng lên người bọn chúng mà nói tiếp ta quen yêu vương lúc trước vào trong núi bế quan thường gặp đáng tiếc bọn họ thấy ta là chạy mất đặc biệt là con gái đó quận thủ liền xuất chiêu bỏ chạy mà còn nói lại ngươi dám nghi ngờ bản lĩnh của yêu vương ngài ấy sẽ không tha cho ngươi đâu lâm kha nhìn ông ta bỏ chạy thì liền nói không phải là một tên què sao chạy còn nhanh hơn ta nhưng lão mập quận thủ không ngờ bị quận chúa chặn đầu lại vừa thấy lão ta quận chúa liền tấn công đá cho lão một phát té nhào mà nói tên mập chết tiệt có bình dương quận chúa ở đây còn không mau đền tội lão ta bị đánh ngã sấp xuống đất tức tối lão ta liền thi triển pháp thuật lúc này không kích hoạt yêu chủng thì còn đợi lúc nào nữa lâm kha cũng bay lên không trung mà làm phép lên người hai tên thuộc hạ kia có linh khí yêu quỷ trên người bọn chúng bay ra lạc vân lui ra bên ngoài đợi ta thấy vậy lão quận thủ liền bảo đáng ghét lại còn ép chúng ta hiện thân dương quan có đường ngươi không đi phá hoại chuyện của thánh tuế đại nhân ngươi chỉ có thể chết thôi lâm kha vội cười mà nói hóa ra là yêu vật hệ mộc bị thái tuế khống chế yêu vật này tham ăn mà không thích vận động chẳng trách lại phái người đi càn quét lương thực toàn thành có điều sinh linh hệ mộc thiên hạ thậm chí mộc linh chuẩn thánh đều bị ta khắc chế các ngươi là cái thá gì chứ nói xong anh ta liền thi triển pháp thuật chỉ trong nháy mắt ngọn lửa đã thiêu đốt bọn chúng họ không ngừng gào thét á à, đây là lửa gì vậy phút chốc ba tên yêu nghiệt đó đã biến mất chỉ còn lại ba viên yêu chủng quận chúa vội chạy tới mà hỏi lâm lang giải quyết xong rồi ư chỉ vậy thôi sao cầm lấy ba viên yêu chủng trên tay lâm kha nói yêu chủng của yêu vật đặc hữu hệ mộc thủ đoạn quen thuộc dùng để khống chế yêu binh quận chúa tức tối mà la hét ác yêu đáng ghét dám làm loạn cũng không biết quận thủ trúc sơn này bị khống chế bao lâu rồi lâm kha cũng đang trầm tư mà suy tính chuyện này cũng không phải dễ điều tra sao chỉ cần thay hồn đổi cốt đổi dung mạo chỉ là chút kỹ năng thế là chỉ trong nháy mắt lâm kha đã biến thành lão mập quận thủ kia ngồi lên xe lăn mà nói đi cùng ta về đô thủ phủ điều tra rõ ràng quận chúa ngạc nhiên rồi lại vui vẻ đẩy xe cho lâm kha cùng đi nhưng vẫn không quên khai ngợi lâm lang huynh thật sự không gì là không thể làm chuyển cảnh tại phủ quận thủ khi lâm kha vừa về đến nơi những tên thuộc hạ nhìn thấy vội hành lễ tham kiến đại nhân lâm kha vô thẳng vấn đề bèn sai thuộc hạ bảo quản ra mang sổ sách đến thư phòng của ta rõ lâm kha vừa đi ngang qua các thuộc hạ và nô tỳ mọi người đều cúi đầu chào lão ra lâm kha nhìn sơ qua một lượt rồi thầm bảo trong cơ thể những người này không có yêu trùng trong phủ đệ cũng không có yêu khí xem ra đây không phải là nơi ẩn thân của yêu vương thái tuế sau đó hai người đi vô thư phòng bắt đầu lục soát nhằm tìm kiếm chứng cứ bất chợt nại nại đi đến gõ cửa và nói lão gia ngài quay về sớm như vậy đã xử lý hết những kẻ gây chuyện rồi sao nghe có tiếng người đến quận chúa lo lắng quay lại xem mà thầm nói không ổn sắp bị lộ rồi tuy nhiên nại nại đã mở cửa bước vào nhìn thấy quận chúa thì bất ngờ hét lên là ngươi lâm kha cũng quay lại nhìn thấy thấy nại nại thì thầm nói quản gia của phủ quận thủ là cô ta nại nại liền chạy tới xà vào lòng lâm kha vì nghĩ rằng anh ta là quận thủ cô tỏ ra hờn rỗi mà trách móc lão gia thật xấu xa xử lý những người đó thì thôi. Sao lại còn bắt nữ nhân người ta về? Nô gia vẫn không khiến ngài hài lòng sao? Lâm Kha ho lên vài tiếng lấy lại tinh thần, rồi lén ném quyển sổ sách đi, mà giả vừa nói. Xem sổ sách trước đi, xem sổ sách trước. Nại nại liền làm nũng mà bảo. Những số liệu trên đó đều là làm giả cho người khác xem. Sổ sách thật sự đều nằm trong tim của người ta, lão gia muốn bắt đầu xem từ đâu. Lâm Kha cười bí hiểm nhìn về phía quận chúa mà nói. Vậy thì ta chỉ có thể xả thân vì nghĩa, vì nước quên mình thôi quận chúa tức tối lấy hai tay che mắt lại mà thầm mắng đồ chết tiệt chuyển cảnh sáng sớm hôm sau trải qua một đêm hì hục để lão ra tìm kiếm số liệu nại nại mệt mỏi mà ngủ mê man nhân cơ hội này lâm kha xem lại quyển sổ sách mà đã giấu đi đáng ghét nữ nhân này lừa ta sổ sách này rõ ràng là thật xem qua một lượt anh ta vội đóng lại mà thầm nghĩ quả nhiên quận thủ trúc sơn tích chữ lương thực không chỉ là để tăng giá giống như hoàng yến nói mà còn làm trong âm thầm vận chuyển vào thiên lao cung phụng cho thái tuế thế là lâm kha quyết định trở lại nguyên hình anh ta lại suy ngẫm thái tuế này cố ý ẩn nắp trong thiên lao xem ra không chỉ là muốn nút trừng lương thực mà còn muốn nút trừng huyết thực không thể giữ nó lại chuyển cảnh tại pháp trường thiên lao nơi có hàng chục người đang quỳ chờ hành huyết tiếp đến là tiểu lệnh tuyên án được đọc lên các ngươi vi phạm quy tắc kỹ luật vi phạm thiên uy tội không thể tha phụng lệnh quận thủ trãng một thanh niên trong số những tội phạm với vẻ mặt không phục mà nói lại cầu quan coi mạng người như cỏ rác Hoàng Bình ta có làm ma cũng không tha cho các ngươi đâu. Một tên thuộc hạ nghe anh ta nói thì liền đá một phát, khiến cho anh ta ngã sấp mặt mà phun ra máu. Ở bên ngoài pháp trường thì có Hoàng Yến, cùng với đám người của Hoàng Khôi đang chờ xem tình hình. Hoàng Khôi liền đưa ra kế hoạch mà ra lệnh cho mọi người. Ta sẽ thu hút binh lính, các ngươi mau đi cứu Hoàng Bình. Nói xong, ông ta liền lao lên phía trước mà lớn giọng. Cẩu quan, Hoàng Khôi ra ra ta ở đây, còn không mau quỳ xuống xin tha. Đột nhiên mấy tên lính liền kéo đi chỗ khác mà không ngừng la hét có người muốn cướp pháp trường giết mau hả à, hoàng khôi đứng đó mà ngơ ngác ông ta chưa kịp hiểu ra vấn đề thì các anh em đã đỡ lấy hoàng bình đi ra mà nói hình như có người từ bên ngoài xông vào dụ vệ binh cho chúng ta lão đại đã cứu được bình thiếu ra rồi cũng trong lúc này lâm kha đấm một phát cũng khiến cho tên cẩu binh kia bay lên không trung mấy chục mét đã nói ta là không sai đại thần chỉ là đám tạp binh mà cũng dám ngăn cản ta hoàng yến vô cùng mừng rỡ khi nhận ra hai người là lâm lang và quận chúa gặp lại hoàng yến hai người vẫy tay chào mà vẫn không quên cả khịa cô nàng lâm kha thì nói hoàng quận mã vẫn khỏe chứ còn quận chúa thì lại bảo phu quân cũng ở đây sao hoàng khôi nghe hai người họ nói thì kinh ngạc đứng ngây người ra đó mà nói ba người mà có bốn cách xưng hô ư hoàng bình cũng ngạc nhiên không kém chắc chắn quan hệ của tỷ tỷ ta và bọn họ rất phức tạp bỗng nhiên tên cầu quan đi đến bên lâm kha mà lên giọng là ngươi đã giết yêu binh của ta mà còn dám xuất hiện trước mặt ta lâm kha liền đáp lại Tên giấu đầu hở đuôi kia, giết yêu binh của ngươi có là gì? Chút nữa ta sẽ khiến ngươi mở mang tầm mắt. Vừa nói, anh ta vừa sửa lại tay áo. Ngay lập tức, những binh lính biến thành những yêu binh, điên cuồng xông lên tấn công Lâm Kha. Các ngươi mau giết hắn cho Đại Vương nhắm rượu. Lâm Kha vẫn đứng yên tại chỗ mà nhẹ nhưng thi triển pháp thuật, trí dương tinh hỏa tiêu diệt tà quỷ. Ánh lửa lại bao trùm lên những yêu binh, không ngừng thuê đốt khiến cho chúng nó phải gào thét. Aa, à, lại là ma hỏa này quận chúa khoanh tay đứng nhìn mà nói với đám người của hoàng khôi ừ bản lĩnh của lâm lang những tên thỉnh cận không phân rõ trắng đen như các ngươi đâu có thể hiểu được hoàng khôi vui cười mà đáp lại ha ha ta không biết tốt xấu sớm biết như vậy đã không phá hủy tiền đồ võ đạo lâm kha đã làm cho cầu yêu quan kia phải hốt hoảng chỉ biết lê lết mà nhìn anh ta ngươi còn không mau hiện nguyên hình vẫn còn muốn ta phải đoán ngươi sao hắn ta nói trong sợ hãi đạo hữu thần thông không phải phàm tục ta cũng chỉ là phục lệnh của thanh mộc tông hành sự hà tất phải đồng đạo tương sát ta đồng ý với ngươi sau này sẽ không hại người nữa vậy thì tại sao thanh mộc tông lại muốn ngươi làm loạn trúc sơn tĩnh vân am sa nữ tông bây giờ lại còn thêm một thanh mộc tông nữa ly quốc là đất nước phàm tục tại sao lại tràn ngập bóng dáng của các môn phái hắn ta lại nói thêm nghe nói trong quốc khố của ly quốc có một trí bảo nhưng quốc đô có một quốc vận trấn áp tu sĩ không thể vào các sơn môn chỉ có thể tìm cách khác muốn phá hoại và phá bỏ quốc vận lâm kha nghe xong lại đưa tay lên cảm mà thầm nghĩ trong quốc khố có bảo bối, sao ta không cảm nhận được. Sau đó anh ta bèn nghĩ tới Lạc phi mà nói tiếp. Có điều tiểu ni tử Lạc Vi đến khế ước xa xưa còn có thể lấy ra. Thật sự không dễ khẳng định, đợi ta quay về thẩm vấn cô ta cẩn thận. Thấy Lâm Kha cứ đứng im lặng, tên yêu quan kia lẳng lặng lùi lại mà rụt xe nói. Vậy ta không làm phiền đạo hữu nữa, ta đi đây. Ta nói là sẽ thả ngươi đi bao giờ. Vừa nói Lâm Kha vừa lấy tay đè đầu hắn ta xuống. Hắn ta chỉ kịp kêu lên. Các hạ muốn lưới rách cá chết sao? Dứt lời, một viên yêu linh xuất hiện đột nhiên từ phía dưới lòng đất chui ra những dâu yêu quấn lấy mọi người đám người của hoàng yến cũng đang hốt hoảng mà kêu lên cẩn thận mau đi đi lui ra ngoài pháp trường dường như phát hiện ra điều gì lâm kha vui cười mà nói hóa ra bản thể nằm bên dưới là một cuộn khói dày đặc tỏa ra những tia máu đỏ từ từ nhô lên mà nói cẩu tặc có may mắn thấy chân thân của ta hôm nay hãy hóa thành huyết thực của ta tuy nhiên lâm kha không nói gì chỉ âm thầm thi triển lên ngón tay hóa to sau đó đâm thẳng xuyên qua cuộn khói đen kia khiến nó tan biến. Anh ta lại nói, đến yêu nữ đó cũng không phải, không xứng làm đối thủ của ta. Hoàng Khôi trông thấy thì hoang mang cực độ mà chừng mắt nói. Đây, rốt cuộc là tu vi gì? Lâm Kha thu lại pháp thuật mà trả lời. Hừ, nhị cảnh đỉnh phong. Đây, Hoàng Khôi cùng đồng đội vội quỳ xuống mà nói. Xin đại nhân hãy tha tội trước đó đã mạo phạm. Lâm Kha kêu bọn họ mau đứng lên, nhưng vẫy tay ra lệnh cho Hoàng Yến phải quỳ xuống. Hoàng Yến không hiểu gì cứ tưởng anh ta muốn làm gì đó nên vội vã trả lời. Lâm Lang, lại có chuyện gấp sao? Nhưng bây giờ vẫn ở bên ngoài. Bất chợt Lâm Kha lấy từ bên trong áo ra một chiếu chỉ. Và anh ta rõ ràng đọc lớn trước mặt mọi người. Hoàng Ái Khanh, quận thủ Trúc Sơn đã bị giết, chấm rất hài lòng. Nhưng dân sinh khó khăn, rất nhiều việc răng dở chờ giải quyết. Chấm lệnh cho người làm quận thủ Trúc Sơn, lập tức nhậm chức, không được chậm trễ. Nhận lấy thánh chỉ Hoàng Yến vui mừng mà nói. Đa tạ thánh thượng hậu ái, thần lĩnh lệnh, nhất định không phụ thành ân. Chuyển cảnh, trên đường về kinh dịch, Lâm Kha và quận chúa cùng cưỡi chung một con ngựa đi về. Quận chúa bức xúc mà nói: "Bổn cung vừa lập quận mã đã không còn rồi sao? Còn chưa chơi đủ, thật nhàm chán." Lâm Kha đáp lại: "Hoàng Yến là nữ cải trang thành nam để thay thế Trạng Nguyên, để giữ thể diện, bệ hạ đương nhiên hy vọng rằng Hoàng Yến sẽ cách kinh thành càng xa càng tốt, không còn cách nào khác." Tuy nhiên quận chúa lại nghi ngờ: "Sao ta cảm thấy là để phòng trừ ngươi? Bọn họ đang đi bỗng dưng có hai nữ yêu chặn đường, cô gái tóc ngắn lên tiếng: nương tây thất thánh nữ nói thời gian đi đường chỉ bằng một tách trà các ngươi đi năm ngày mới tới các ngươi bỏ tới sao cô gái tóc dài quay sang nói với cô ta a bảo đần độn đây là đường quay về rõ ràng là chúng ta chúng ta đã bỏ lỡ rồi cô gái tóc ngắn liền quát lại a qua khốn nạn ngươi dám đánh ta mẹ ngươi không dạy ngươi cách nói chuyện với tỷ tỷ sao a bảo đần độn mẹ ta không phải là mẹ ngươi sao còn nữa ta mới là tỷ tỷ và thế là hai cô gái liền xông vào đánh nhau lâm kha nhân cơ hội mà bỏ đi anh ta vui vẻ thúc ngựa mà nói các người mắc bẫy rồi nhưng anh ta không ngờ còn có một cô gái đang quan sát anh ta từ phía xa và một cái bẫy được làm sẵn đợi lâm kha rớt vào đó là một cái hố to và sâu lâm kha cũng kịp nhận ra và liền phi thẳng một phát bay qua khỏi cái hố to kia cái gì đợi đã lúc này hai cô gái nhỏ mới phát hiện lâm kha đã bỏ đi nên liền rượt đuổi theo theo mà không nhận ra cái bẫy trước mặt ôi ôi quận chúa quay đầu lại xem thấy ngạc nhiên nên hỏi lâm kha hai người này là sao vậy nhìn giống như thích khách nhưng lại hoàn toàn không giống cứ nỏ mặc họ ở đây như vậy sao khuôn mặt của lâm kha hiện lên sự khinh thường anh ta nói ta không hứng thú với trẻ con đặc biệt là ngự quỷ của người khác nghe tới đây quận chúa lại kinh ngạc mà hét lên quỷ vật huynh nói họ là ngự quỷ sao vậy chủ nhân của họ đột nhiên một luồng linh khí mạnh mẽ phát ra từ miệng hố làm cho lâm kha và quận chúa phải quay lại nhìn trong phút chốc từ trong làn khói trắng một cô gái quyến rủ hiện ra trên tay cô ta còn cầm cái gương nhìn vào gương cô ta nói hại ta phơi nắng ở nơi hoang dã này năm ngày trời da đã khô hết cả rồi bóp nát cái gương trong tay cô ta tức giận mà nói thêm bởi vì ta không có chỗ dựa dẫm nên mới bị sư tỷ sai bảo như một kẻ ngốc bất ngờ lâm kha tiến tới đưa cho cô ta một lọ thuốc mà bảo đây là nước bổ dùng tinh hoa lộ cổ truyền được chiết xuất từ tinh hoa bẩm sinh của nam nhân độc thân 300 năm tinh chế bằng phương pháp bí mật vỗ nhẹ sẽ săn chắc ra không còn màu vàng sậm và xịn màu cô ta trố mắt ra mà hỏi lại vậy thì có thể mua được ở đâu nắm lấy tay cô ta kéo lại gần mình mà lâm kha nói thêm sản phẩm không bán hiện tại có thể thử nghiệm miễn phí có muốn thử không đến đây khi đối mặt với lâm kha cô gái này mới phát hiện ra mà hét lên là ngươi ngươi đã thoát khỏi bẫy của ta lúc này hai chị em gái nhỏ liền xuất hiện giữa hai người bọn họ đừng mơ có thể làm hại mẹ ta thấy bọn họ định lao tới tấn công mình lâm kha bèn nói trẻ con rất đáng yêu có điều các ngươi hiểu lầm rồi tại hạ chỉ muốn ôm mẹ của các ngươi mà thôi vừa nói anh ta vừa thi triển năng lực mà tấn công ngược lại khiến cho hai cô gái bay lên cao sau đó lại văng ra xa mấy mét dù vậy nhưng cả hai đều vui vẻ không hề tức giận bởi vì câu nói của lâm kha hắn mới khen chúng ta đáng yêu sau đó a qua liền quay lại hỏi mẹ mình để người đó làm cha của chúng con có được không cô ta vừa thu lại gái cô gái thành hai viên đan mà nói đang nói lung tung cái gì vậy còn không mau quay về lâm kha đứng đó khoanh tay mà nói trẻ con luôn nói thật tại sao không chiều theo nguyện vọng của chúng và cho chúng một tuổi thơ trọn vẹn cô ta lạnh lùng đáp trả ngươi đừng bí công nữa chúng là quỷ ngọc thành tinh không cha không mẹ nghe xong lâm kha liền đổi ý mà cô cô tay đuổi đi hóa ra không phải vợ à vậy thì ta không hứng thú với ngươi ngươi đi đi vậy mà cô ta cũng bị liệu mà nghe lời bỏ đi ồ tạm biệt nhưng rồi chợt tỉnh ra cô ta quay lại tức tối mà nói ngươi còn dám đùa ta ngươi có biết ta là ai không cô ta liền lớn giọng mà tuyên bố ta chính là chấp cháp hộ tống xá nữ tông võ giả cửu cảnh hậu thiên đại viên mãn tên là nguyệt lưu anh lâm kha lại bèn xòe tay ra điếm chín nhân một là chín chín x hai mười tám chín x ba hai mươi bảy thấy khó hiểu cô ta lại hỏi lâm kha ngươi đang làm gì vậy ta đang tính xem cửu hậu tiên viên mãn của ngươi cách chuẩn thánh của ta bao nhiêu cấp nghe vậy cô ta liền thi pháp năng lực của mình là khả nhẫn thục bất khả nhẫn tam thiên nguyệt ảnh trưởng liên tiếp những bàn tay hiện ra còn lâm kha cũng không vừa có tượng long hỏa khổng lồ chạm vọng phá huyễn kim ô vương kim chỉ hai bên giao chiến hồi lâu rồi cũng dừng lại những khí tức vương vãi còn sót lại nguyệt lưu anh nói trong bức xúc không thể nào tu vi của ngươi không yếu hơn ta vậy tại sao ngươi có thể tự do ra vào kinh thành tu vi trên thất cảnh ở trong kinh thành đều bị long khí áp chế lâm kha vội đáp đó là bí mật nếu như ta nói cho ngươi biết vậy thì ta có lợi gì người bảo ta đến giết ngươi chính là quốc sư ly quốc là thánh nữ của xá nữ tông ta ngươi hãy nói cách làm thế nào để có thể đi lại tự do trong kinh thành cho ta biết ta có thể giúp ngươi đối phó với cô ta lâm kha cười khi mà nói lại tu vi của ta cao hơn cô ta đâu cần đến ngươi phải ra tay ừ trong tay cô ta có trí bảo tông môn trừ phí ta giúp ngươi nếu không không ai có thể tìm được cô ta huống hồ ngươi cho rằng chân cháp mà cô ta có thể điều động chỉ có một mình ta sao lâm kha thấy có hơi thắc mắc nên lại hỏi ồ cô ta không phải thánh nữ quý tông sao tại sao cô lại muốn giúp ta đối phó với cô ta nguyệt lưu anh như được dịp liền chút hết những gì ấm ức từ nhỏ đến lớn điểm gì ta cũng mạnh hơn cô ta vị trí thánh nữ nên thuộc về ta vì tu vi của cô ta còn thấp hơn ta cô ta có thể nằm vùng ở kinh thành cướp đi vị trí thánh nữ của ta ta không phục lâm kha vuốt cảm suy tính mà vui cười nói nếu như vậy ta và ngươi quả thực phải hợp tác hết sức có thể chi bằng ngươi nói bí mật của cô ta cho ta biết trước cô ta vừa thi pháp vừa nói ngươi tưởng ta dễ bị lừa ư ta cần tận mắt nhìn thấy ngươi làm thế nào để không dẫn động long khí khi vào thành sự hợp tác sau đó được tiến hành thông qua quỷ ngọc này lâm kha nhận lấy quỷ ngọc trong tay rồi nói hà tất phải vậy giữa người với người phải có sự tin tưởng lẫn nhau chi bằng ta và ngươi kết thành kim lan để gạo nấu thành cơm trước nói xong lâm kha định chạy lại ôm lấy cô ta tuy nhiên cô ấy đã nhanh chân rời đi chỉ còn lại khí tức đi đi ta không tiễn vì cô ta biến mất bất ngờ nên lâm kha trục hụt mà bị té sấp mặt nên nhăn nhó thật là lạnh lùng vẫn là tiểu lạc vân nhà ta tốt chuyển cảnh tại kinh thành lâm kha lấy quỷ ngọc ra xem rồi lại nói nguyệt lưu anh nói phải xác nhận cách ta tránh được long khí trước sau đó mới tiến hành giao dịch tiếp theo với ta đôi bông tay như vậy chắc chắn có thể truyền tống hình ảnh sao một lúc sau anh ta khi đang đi vệ sinh bỗng dùng quỷ ngọc mà hỏi nguyệt lưu anh cô đang nhìn sao cô ta vội quát cút đi dứt lời Bỗng dưng nơi Lâm Kha đang đi đại tiện phát nổ, khí tức của cô ta mạnh mẽ bay ra, A Bảo kinh ngạc hét lớn, "Đây là cách sẵn sàng để tránh sự áp chế của lòng tức." Lâm Kha đang đi đại tiện thì gặp phải cảnh này, anh ta liền nói, "Đi thì đi, tại sao phải làm nổ nhà xì si chứ? Ngươi không biết lúc con người đi vệ sinh là lúc họ yếu ớt nhất sao?" Bất chợt có người đi tới phát hiện ra Lâm Kha đang ấy ấy vội la lên, "A, à, có biến thái, đây có khác gì là đi vệ sinh chỗ công cộng chứ?" Ngay lập tức có lính đi tới và hỏi lại, "Là ai đang đi vệ sinh chỗ công cộng?" thế là lâm kha nhanh chóng rời khỏi hiện trường mà bay vèo lên nóc nhà để tẩu thoát ta còn có việc quan trọng phải làm tạm biệt chuyển cảnh tại xuân phong lâu lâm kha tới đây tìm hàn hương để tâm sự uống rượu ta đi đường vất vả hưởng thụ một chút thì sao chứ chơi nhạc và khiêu vũ tuy nhiên hàn hương lại buồn bã mà nói lâm đại nhân thật sự là không ổn lễ bộ đại lang lưu đại nhân gần đây mới nhậm chức quy định tất cả thanh lâu trong nội đô không được kinh doanh xuân phong lâu chúng tôi đã hoàn lương rồi lâm kha vội nói vậy ta không đưa tiền thì không sao rồi nhưng hàn hương lại bảo như vậy thì cũng không hay lắm hay là lén đưa một chút không lâu sau đó bỗng dưng có một người đạp cửa xông vào hỗn xước để thể hiện sự trị quốc lỗi lạc của thánh thượng trong thời gian thánh thượng trị vì tất cả thanh lâu không được phép kinh doanh vậy mà các ngươi còn dám to gan phạm phải hàn hương ngồi trên giường mà bình tĩnh nói lưu đại nhân oan ủng quá đây là phu quân của thiếp thân chúng tôi hợp pháp nhưng tên lưu đại nhân đó nào để cô ta nói hết lời nên đã chen ngang vậy thì ngươi nói xem hắn tên là gì đừng nghĩ có thể lừa được ta vì ta có thể tra được hết hộ tịch ở đế đô hàn hương bắt đầu đưa ra một loạt những cái tên làm cho lâm kha cũng phải lắc đầu kiến quốc ban đức vi mạnh tử hiên lưu đại nhân bỗng dưng phất tay ra lệnh người đâu dám làm điều sằng bậy giữa thanh thiên bạch nhật ta vừa nhìn thì đã biết ngươi không phải là người bình thường phái người đi bắt kiến quốc ban đức vi mạnh tử hiên về quy án cho ta tới đây lâm kha chợt cầm trung rượu trên tay nhìn hắn ta mà nói dựa vào danh nghĩa của vị ngạn quang chính gây dối trật tự ngươi là đệ tử của tông môn nào đi kèm với lời nói là hành động lâm kha ném thẳng trung rượu về hướng lưu đại nhân kia hắn ta kịp thời dùng kiếm mà chém vỡ trung rượu tan tành sau đó hắn ta liền dùng ma pháp rồi lại nói hóa ra các hạ cũng là đệ tử tông môn cái gì ngay sau đó tất cả mọi người có mặt ở đó đều bị ngất đi vì trùng ma thuật cứ hắn ta hắn ta liền chấp tay cúi đầu mà nói chuyện này là chuyện tế nhị trong phàm tục tại hạ cấm dục tông lưu thiên nhiên không biết các hạ đến từ môn phái nào thanh Mộc tông lâm kha điên tiết liền lao cung tay mà lao tới tấn công hắn ta hắn ta cũng vừa đưa tay ra đỡ đòn vừa vội vàng nói khoan đã thanh mộc tông và tông ta có ước định công thủ đồng minh vậy chúng ta là đồng minh tuy nhiên hắn ta không đỡ kịp nên đã bị dính một đòn lâm kha làm ra vẻ ngại ngùng mà hỏi lại lưu huynh không sao chứ là tiểu đệ không đúng quên mất chuyện này không biết quý phái đã điều tra được manh mối gì chưa lâm kha lại nói thầm còn có niềm vui bất ngờ à nếu đã là đồng minh của thanh mộc tông so sánh có thể lừa đảo để kiếm thêm tin tức hắn ta ôm mặt nhăn nhó mà nói ngươi mạnh tay quá rồi đó tuy nhiên hắn ta vẫn tin tưởng kể cho lâm kha nghe theo điều tra của tổ ta tổ tiên của nữ đế đã từng giao thủ với thánh nhân phi thăng nào đó tổ tiên nữ đế vì muốn bảo vệ đất nước lâu dài nên đã xin thánh nữ một trí bảo chính là thứ ở trong quốc khố lâm kha thầm nói quả nhiên là có thật sau đó liền hỏi hắn ta ồ vậy ngươi đã vào trong quốc khố điều tra rồi sao hắn ta lại nói tiếp quốc khố đó ngoại trừ nữ đế ngoài ra không ai được vào hơn nữa nó còn phát ra uy thế của thánh nhân ta vừa lại gần toàn thân đã run sợ khó có thể tiến thêm bước nữa ta thấy cách duy nhất là lật đổ sự thống trị của nữ đế phá long khí của đế đô sau đó đón tổ sư vào thành thì mới có thể lấy lại được trí bảo đó ồ thì ra là vậy nói xong anh ta lại đấm vào mặt hắn ta thêm phát nữa bị đánh mà hắn ta không hiểu vì sao bị đánh cứ đứng ngay ra đó mà hỏi tại sao lại đánh ta vì ta không ưa phái các ngươi lâm kha nhìn hắn ta với vẻ mặt lạnh lùng mà nói thế là lâm kha tiến tới đè lên người của hắn ta mà đấm lên hoàng cước hắn ta gào thét trong tuyệt vọng dừng tay chúng ta đã ký hiệp ước đồng minh đánh đã tay rồi thì lâm kha liền vác theo hàn hương mà rời đi nhưng vẫn nói lại một câu có kẻ ngốc mới bị khế ước đồng minh đó lừa chí bảo là của thanh mục tông chúng ta bị đánh đến nổi khuôn mặt xương lục cục nhì không ra nhưng vẫn còn sức để nói đáng ghét chắc chắn ta sẽ báo chuyện này lên tông môn ngươi cứ chờ đó chuyển cảnh tại phủ thống lĩnh lâm hân vui vẻ mà nói nhật hành nhất thiện toàn thân thoải mái hàn hương vẫn chưa mặc quần áo mà ngồi đó nói trong buồn bã lâm đại nhân ngài không thể như vậy nữa sơn phong lâu chúng tôi chỉ kinh doanh nhỏ không thể chịu nổi sự bá đạo của ngài, Hương cô nương hiểu lầm tại hạ rồi. Lễ bộ thị lang Lưu Thiên Nhiên đó quả thực là người mưu mô, âm thầm phóng ra mê hương. Nếu như không phải ta tận lực tương trợ, làm sao cô nương có thể tỉnh lại sớm như vậy? Đương nhiên phí thuốc men có thể bỏ qua, Hàn Hương bực tức nên nói lại. Vậy thì cũng không phải độc gì ngài cũng có thể giải, còn nữa ngài không biết có một nơi gọi là y quán sao? Lâm Kha làm như không nghe thấy gì nên liền kiếm cớ. Hà Cái gì? Bệ hạ gọi ta sao? Ta sẽ đến đó ngay." Hàn Hương chỉ biết tức tối ngồi đó mà chịu đựng chuyển cảnh sang sớm ở cung điện bệ hạ đang thượng triều cùng với bá quan văn võ cũng như mọi ngày lạc vi đều hỏi lại các ái khanh có gì muốn tấu trình một ông lão đứng ra bẩm tấu bệ hạ thần có bản tấu gần đây trên dưới lễ bộ cấm chỉ kinh doanh đều ăn chơi sai đoạn khiến bách tính vô cùng phẫn nộ nghe hát kinh kịch là phong tục cổ chuyện này xin bệ hạ xem xét lạc vi cũng nói theo ta vốn cho rằng cấm những thứ tục tiễu này thì chính trị trong sáng yên ổn nhưng thực ra lại dẫn đến sự phản đối của bách tính chuyện này trẫm đã suy nghĩ không thấu đáo lập tức ra lệnh cho bộ lễ bãi bỏ quy định này đột nhiên lưu thiên nhiên sông vào với gương mặt sưng húp một bên mà phản đối không được bệ hạ viện kịch câu lan làm ảnh hưởng đến ý chí và bại hoại nhân phẩm của con người hôm qua thần thấy có đại thần lưu luyến xuân phong lâu nói vài câu trượng nghĩa thì bị đánh thành ra như vậy chuyện thanh sắc này quả thực là con sâu phá hoại nền tảng của một quốc gia lạc vi cũng ngạc nhiên nên hỏi lại lưu ái khanh phong cấm viện kịch thanh lâu là quy tắc khanh đề ra và phụ trách chấp hành ai mà lại to gan dám đánh khanh hắn ta chỉ tay về phía lâm kha mà bảo theo chứng cứ thần điều tra được người này là thống lĩnh nội quan lâm kha hả lạc vi lại thắc mắc nên liền nói lưu ái khanh không nhìn nhầm chứ lâm thống lĩnh phụng ý chỉ của ta hôm qua không có ở kinh thành tuy nói vậy nhưng lạc vi đang thầm tức trong lòng tên lâm kha khốn nạn này về kinh rồi mà không đến gặp chấm trước nghe vậy lâm kha liền tự tin mà nói đúng vậy lưu thị lang có lẽ là nhìn nhầm rồi ngươi nói đã nhìn thấy ta vậy cho hỏi có nhân chứng không ngươi lưu thiên nhiên không trả lời được nên thầm nghĩ bệ hạ lại không kiểm tra lâm kha này xem ra giữa bọn họ có lẽ có chuyện gì đó mà ta không biết có điều ha ha nếu như ta moi được tin tức này bất luận là họ có tình nghĩa gì bệ hạ cũng không dung túng cho hắn nữa nghĩ xong hắn ta liền bẩm báo lại với lạc vi khởi bẩm bệ hạ thần đã điều tra được một tin tức quan trọng lâm kha thực sự là đệ tử của lâm mộc tông trà trộn vào chiều là muốn làm loạn nghe hắn ta nói mà mọi người có mặt đều phải thốt lên cái gì bình dương vương liền cáo gắt những tông môn này thật sự đáng chết dám đối đầu với ly quốc chúng ta một ông lão cũng lên tiếng Đúng vậy, theo những gì ta điều tra được, những năm qua, đứng sau bạo loạn của Ly Quốc 90% đều có bóng dáng của tông môn. Nghe xong, Lạc Vi liền nổi giận, đứng lên mà ra lệnh, "Giáp vệ ở đâu?" Ngay lập tức tâm võ tướng quân liền nghe được là tiếng của bệ hạ, nên nhanh chóng có mặt. Nhưng lúc này, tên Lưu Thiên Nhiên kia bỗng dưng tiến lại vỗ vai Lâm Kha mà nói, "Yên tâm đi Lâm đại nhân, ta đã phái người đến phủ của ngài cất giấu tín vật của Thanh Mộc Tông, đảm bảo chứng cứ đầy đủ, tra một cái ra luôn." Thế nhưng Lâm Kha lại bảo, "Nói không chừng bệ hạ còn tin ta." Cái gì? điều làm cho hắn ta bất ngờ hơn nữa chính là kiếm của tâm võ đang ở trên cổ hắn lạc vi bực dọc lớn tiếng quát nghịch tặc lưu thiên nhiên gieo sự bất hòa cách chức nhốt vào thiên lao hắn ta cũng kinh ngạc không kém nên hỏi lại cái gì bệ hạ tại sao ta không phục chỉ tay về phía lâm kha hắn ta nói tiếp tại sao ngài lại tin người này mà không tin ta chỉ cần phái người đến phủ của hắn lục soát lạc vi không để hắn ta nói hết mà liền phát tay ra lệnh giải đi lưu công công cũng hiểu ý nên liền lớn giọng bãi chiều đáng ghét Hắn ta không chấp nhận nên liền bỏ chạy trước sự ngạc nhiên của Tâm Võ. Lâm Kha đâu dễ dàng bỏ qua cho hắn được. Anh ta liền phi lên trước mặt chặn đầu hắn ta lại, đấm cho một phát ngã nhào xuống đất. Lâm Kha dùng chân mà đạp lên ngực của hắn ta mà nói: "Hãy ngoan ngoãn ở lại đi." Điên tiết hắn ta liền nói: "Ừ, một thanh mục tông nhỏ bé cũng xứng ngồi cùng bàn với cấm dục tông của ta sao? Nói thật cho ngươi biết, ta đã gửi tin về tông môn, không bao lâu nữa tông ta sẽ đánh dẹp thanh mục tông." Lâm Kha lại muốn moi thêm ít thông tin nên liền nói: "Lời ngươi nói có đáng tin không?" không biết thân phận của ngươi ở cấm dục tông là gì hắn ta liền cười khinh ha ha đồ bất tài ta chính là con trai tông chủ nếu như các người dám giết ta lúc đó long khí sẽ truyền khắp kinh thành thì cũng sẽ là lúc chết của các người được 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 yên tâm công cụ hữu dụng như vậy sao ta nỡ giết cho được vậy là lâm kha liền ra lệnh cho người đưa hắn ta xuống hầu hạ cẩn thận cho ta rõ ạ à, dù bị kéo đi nhưng lưu thiên nhiên vẫn rất mạnh miệng lâm kha ta sẽ không tha cho người đâu chuyển cảnh tại tầm cung của nữ đế lạc vi ngồi đó mà chấp vấn lâm kha lâm thống lĩnh đây là tầm cung của trẫm ngươi đến mà không báo trước muốn bị chặt đầu sao anh ta đi tới rồi ôm lấy lạc vi mà nhẹ nhàng hỏi cô tiểu vi nhi gần đây thực lực của muội có thăng cấp không lạc vi tỏ ra hờn rỗi mà nói ừ đang quan tâm ta sao ngươi sợ tu vi của bản thân có hạn ảnh hưởng đến ngươi trêu hoa gẹo nguyệt thì đúng hơn lâm kha bắt đầu ngồi dưới chân lạc vi cầm lấy tay cô ta rồi bảo lần này ra ngoài ta đã có được cách có thể tìm ra quốc sư chỉ sợ trận chiến tàn khốc này không tránh được lỡ như ta vậy thì sau này muội thấy lâm kha ấp úng có vẻ đang lo cho mình lạc vi mềm lòng vội đưa tay sờ mặt anh ta mà an ủi ta tin là được rồi huynh đừng nói lung tung nữa hơn nữa bây giờ ta đã bước một chân vào võ giả tứ cảnh rồi lâm kha nghe tới đây vội đứng lên mà vui cười kha kha có tiến bộ rồi để lão phu kiểm tra cho muội anh ta bắt đầu đè lên người lạc vi chuẩn bị kiểm tra nhưng cô ta lại lo lắng đừng mà bất chợt bên ngoài có bóng người đang đột nhập vào tầm cung điều này khiến cho lạc vi và lâm kha phải kinh ngạc mà lên tiếng hỏi là ai hóa ra chính là thái hậu lăng tuyết nhạn sao vậy lâu rồi không gặp đã quên mẫu hậu rồi sao lạc vi bất ngờ nên ngồi bật dậy mà hỏi lăng tuyết nhạn bà quay lại rồi sao công việc đã kết thúc đương nhiên là nên quay về rồi có điều hình như ta về không đúng lúc lâm kha vội chen vào mà nói không rất đúng lúc đấy chứ lăng tuyết nhạn vội xà vào lòng lâm kha dùng ngón tay sờ sờ lên ngực anh ta rồi nhẹ giọng tiểu oan gia còn nhớ hẹn ước trước đó không ngươi định lúc nào thì bù đắp đây lạc vi không còn giữ được bình tĩnh nữa nên vội đứng lên xoa tay mà hét lớn lâm kha thế nhưng anh ta lại bảo chọn ngày không bằng gặp ngày chi bằng ba người chúng ta ở đây không đợi anh ta nói hết câu lạc vi đã đấm một phát vào người lâm kha mà bảo vừa rồi đã bị ngươi lừa nếu không bắt được quốc sư thì đừng có về nữa lưu công công nhìn thấy lâm kha đột ngột lao vút đi thì lại ngưỡng mộ không hổ là lâm đại nhân khi thế mỗi lần xuất cung đều vô cùng phi phàm chuyển cảnh tại phủ thống lĩnh lâm kha anh ta mở cửa phòng bước vào mà tay phải ôm mặt sưng đồ chết tiệt nói lật mặt là lật mặt sau này nhất định phải xử lý cô ta nhưng điều làm cho anh ta phải kinh ngạc đó là hai chị a qua và a bảo đang lao vào anh ta cùng với câu nói lâm kha cuối cùng ngươi cũng về rồi các ngươi là ai cẩn thận ta kiện các ngươi bất hợp pháp đó vừa nói anh ta vừa xuống tay với hai cô gái hai cô gái đáng thương quỵ xuống đó ho vài tiếng vì bị tấn công rồi thì nói là bọn ta đây mà a bảo nói trước lăng hàn yên quá bạo lực bên cạnh còn giấu một cao thủ bọn ta vừa đến đã bị cô ta phát hiện rồi lâm kha cũng ngạc nhiên cao thủ ư cả kinh thành long khí bao quanh lục cảnh trở lên không thể vào cao thủ ở đâu ra a qua liền nói cao thủ đó ta quen là đại sư tỷ của hàn nguyệt đàm nhục thân nhất mạch long khí vô dụng đối với cô ta lâm kha ngươi nhất định phải đánh cô ta dễ xả giận cho bọn ta lâm kha bị dối khi có nhiều người xuất hiện hàn nguyệt đàm lại là đâu nữa liên quan gì xá nữ tông các ngươi a qua phải giải thích cho anh ta hiểu thêm trong xá nữ tông có hai đại linh mạch một là ác quỷ cốc một là hàn nguyệt đàm chủ nhân ta nguyệt lưu anh và lăng hàn yên là của ác quỷ cốc nhất phải vậy mà lăng hàn yên đó lại đi xin hàn nguyệt đàm giúp đỡ thật sự khiến người ta khinh thường như hiểu được ý lâm khai liền cười hóa ra là như vậy giá nữ tông quả nhiên rất lớn không biết so với cấm dục tông thì như thế nào xem ra ta phải liên lạc với người trợ giúp mới rồi chuyển cảnh tại thiên lao lưu thiên nhiên bỗng dưng hắt xì mấy cái xong hắn ta lại nghĩ lẽ nào nhanh như vậy tông môn đã phái người đến cứu ta tên lính canh nghe hắn ta nói mà cáu gắt ngoan ngoãn chút đi lẩm bẩm gì đó vào lúc này a bảo xuất hiện cầm theo một cây gậy gỗ trong tích tắc đã đánh gục tên lính canh từ phía sau bên này a qua cũng hiện ra đi tìm lưu thiên nhiên lưu sư đệ ngươi ở đâu lưu thiên nhiên nghe được tiếng của bọn họ thì vui mừng quỷ vật ở kinh thành người bây giờ có thể chế ngự được quỷ vật là quốc sư thế là hắn ta liền lên tiếng quốc sư ta ở đây mau đến cứu ta ta có bảo vật biếu tặng a qua liền bảo đâu cần thiết phải như vậy nếu các tông đã ký đồng minh tiến công phòng ngự tất cả ưu tiên thánh nhân trí bảo đương nhiên xá nữ tông ta cũng phải tuân thủ hắn ta vui mừng vội đáp ta biết xá nữ tông tuyệt đối sẽ không thất tín bội nghĩa giống như thanh mục tông a bảo liền quát nói nhảm ít thôi rời khỏi đây trước đã và thế là quỷ vật đã thành công đưa lưu thiên nhiên ra khỏi thiên lao chuyển cảnh tại một khu rừng nào đó tên lưu thiên nhiên cung kính cảm ơn hai quỷ vật kia đa tạ quốc sư không biết quốc sư sống ở đâu hôm khác nhất định sẽ đến cảm ơn a qua liền bảo quốc sư rất bận rộn ngươi muốn gặp là gặp được sao dâng lên bảo bối như vừa rồi ngươi đã hứa là được hả hắn ta ngạc nhiên hình như không có ý định đưa ra nhưng hai quỷ vật đâu buông tha cho hắn dễ như vậy vừa nói họ vừa muốn tấn công hắn ta nghe ngóng khắp kinh thành quỷ vật dưới trướng của quốc sư dễ chung sống như vậy ư giờ muốn lật lọng à vì thế cho nên hai quỷ vật liền tiễn cho hắn phi thẳng lên không trung sau đó lại rớt xuống đất mà trên người không còn nổi một cái áo hắn ta nói trong ấm ức cường đạo lưu manh xá nữ tông thừa nước đục thả câu chuyện này ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua xem ra cả liên minh đã không còn ai đáng tin nữa rồi vậy thì phải dựa vào thực lực thôi chẳng lẽ cấm dục tông ta lại để cho người khác tùy ý sỉ nhục chuyển cảnh quay lại kinh thành một người đội nón rộng vành phát hiện trên bầu trời có thứ gì đáng phát sáng ông ta đang ngồi mày lại thanh kiếm mà gọi sư huynh có thêm một người đang ngồi cạnh ông ta cũng trông thấy mà nói thêm đây là tín hiệu triệu tập của cấm dục tông ừ cấm dục tông hai mặt kích phá thanh mộc sơn môn ta thù này không thể không báo ông ta vội đứng lên ra lệnh triệu tập 18 tám tử sĩ vây giết đệ tử cấm dục tông nếu như có đoạt được trí bảo thánh nhân thì việc hồi phục tông môn ở trong tầm tay chuyển cảnh ở một diễn cảnh khác lâm kha và quận chúa lạc vân đang ngồi trên nóc nhà họ hôn nhau dưới một màn pháo hoa rực sáng lạc vân nhìn ánh sáng trên bầu trời mà nói lâm lang huynh đưa ta tới đây là để ta tán thưởng pháo hoa mà huynh chuẩn bị sao đẹp quá có thích không nếu muốn thì còn có nữa nhìn cô gái mà lâm kha thầm nói ta sẽ nói cho cô biết ta chỉ là đơn thuần muốn mở khóa một cảnh mới sao lạc vân cảm động dựa vào lòng anh ta mà bảo rất muốn nhưng cô ấy không biết mình chỉ bị anh ta lợi dụng chuyển cảnh bên dưới các lâu Khương Ái Nhất ngồi trên xe lăn, trên người vẫn còn băng bó nhiều vết thương. Đang ngồi bên hiên nhà, bỗng dưng có thứ gì rơi xuống, hắn ta đưa tay lên hứng mà bảo: "Hử, mưa rồi sao? Đúng hợp ý ta, nghe nói sáng sớm quận chúa đã đến quan Vân Cát. Ta vừa khỏi bệnh nặng mà dầm mưa đến gặp, biết đâu có thể khiến quận chúa động lòng, hồi tâm chuyển ý, nhưng hắn ta đâu biết, quận chúa và Lâm Kha cũng đang dầm mưa trên nóc nhà đối diện. Gương mặt đầy ham muốn quận chúa liền bảo: "Lâm Lang, pháo hoa đẹp quá, ta vẫn muốn nữa." Lâm Kha thầm nghĩ, pháo hoa này xuất hiện một cách khó lý giải giống như là tín hiệu gì đó không chịu sự khống chế của ta còn không biết là có tiếp tục bắn nữa không đột nhiên nhìn thấy có hai nơi phát ra pháo hoa khác nhau anh ta ngạc nhiên nói thầm có lẽ là ta vốn dĩ muốn mượn dao giết người để quỷ vật của hai tiểu quỷ đó giả làm quốc sư đến trước mặt lưu thiên nhiên để gây thù hằn nhưng sao giờ lại cảm thấy đã tạo ra dây chuyền phản ứng đáng kinh ngạc một luồng linh khí màu hồng quen thuộc xuất hiện trước mặt lâm kha là hai tiểu quỷ một trong số đó lên tiếng cả kinh thành đã trở thành một mớ hỗn độn rồi các hạ còn có tâm trạng trốn ở đây để hẹn hò yêu đương hai tên nhãi danh như ngươi dám chế giễu ta không đúng ngươi là nguyệt lưu anh cô ta vô thẳng vấn đề hư chuyện ngươi yêu cầu ta đã làm xong rồi cũng đến lúc ngươi thực hiện giao ước rồi ngươi hãy nói cho ta biết rốt cuộc quốc sư trốn ở đâu ta sẽ nói cho ngươi biết cách để né long khí để vào kinh nhưng cô ta đâu để bị gạt nên đáp lại con người ngươi mưu mô xảo quyệt ta sẽ tin ngươi sao ta chỉ có thể nói cho ngươi biết Quốc sư của ngươi đang làm một việc rất nguy hiểm. Nếu ngươi còn muốn bảo vệ hoàng đế Ly Quốc, tốt nhất là hãy giúp ta vào thành trước. Lâm Kha đành xuống nước trước. Cách vào thành của ta đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng cần phải phong ấn tu vi của ngươi, ngươi có bằng lòng phối hợp không? Cô ta vừa nói vừa thi pháp chuẩn bị rời đi. Hừ, ở góc Tây Sơn ngoài thành đợi ngươi, đi theo. Lâm Kha cũng bỏ đi nhưng không quên nói với quận chúa, Vân Nhi đợi ta, ta đi rồi về. Chuyển cảnh. Ngoài thành, đứng trước cổng thành, Nguyệt Lưu Anh nghi ngờ hỏi, đây là cách của ngươi sao? lâm kha chỉ vào một lỗ chó rồi bảo đương nhiên đây không phải là một lỗ chó chui thông thường mà ta đã tham khảo khế ước thượng cổ bố trí trận pháp phong ấn tu vi chui qua nó khi vào thành sẽ không bị long khí áp chế nếu ngươi dám lừa ta bằng bất cứ giá nào ta nhất định sẽ giết người nguyệt lưu anh liền lấy ra bảo vật sau đó cô ta liền thi pháp mà nói tiếp hồn ngọc song tu đi trước giò đường lâm kha thấy cô ta làm vậy thì hơi bất mãn sao có thể chứ mặc dù trận pháp khế ước này là ta mô phỏng nhưng không quá khác biệt so với khế ước trên người ngươi anh ta đang lập ra khế ước bằng những mắc xích không lâu sau a bảo chui ra và báo lại mẹ trong động này ngoại trừ phù văn có thể đi thẳng vào thành không có nguy hiểm gì cô ta nghe xong liền nghĩ thầm chết tiệt đợi sau khi vào thành rồi ta sẽ bắt ngươi đi đoạt di bảo thánh nhân để lại lâm hàn yên đó mặc dù đáng ghét nhưng ta hà tất gì phải trở mặt với cô ta sau khi có được di bảo thánh nhân chẳng phải vị trí thánh nữ sẽ thuộc về ta sao cô ta chui được phân nữa bỗng dưng còn lại cái mông lâm kha trông thấy cảnh này thì hơi ngạc nhiên Nguyệt Lưu Anh cũng phải khóc thét khi ngã ba của cô không qua được cái lỗ chó này. Ôi! sao lại bị kẹt rồi?" Lâm Kha đang phấn khích khi thấy cảnh này, anh ta liền trêu. "Sao vậy? A à anh, có cần giúp không?" Cô ta hốt hoảng mà kêu lên. "Không được, ngươi đừng qua đây, chỉ là đất đá sao có thể hạn chế được ta?" Thế là cô ta liền thi triển pháp thuật, tuy nhiên pháp thuật của cô ta không hề có tác dụng. "Hỏng, hỏng rồi, không thể dùng sức. Đây là trận pháp có hiệu quả với phong ấn tu vi sao?" Lâm Kha không nói không rằng liền lao tới gương mặt khoái chí đưa hai tay ra nhằm giúp đỡ Lưu Anh. Á, à, Nguyệt Lưu Anh hoảng hốt khi được Lâm Kha giúp sức. Anh ta hào hứng mà nói, a à anh, độ mạnh này thế nào? Tuy nhiên cô ta bức xúc mà nói, không cho phép ngươi dùng tay chạm vào mông của ta. Cô đừng nói nữa, ảnh hưởng đến việc ta phát huy đó. Anh ta đang tập trung cao độ, thấy vẫn không qua được, Nguyệt Lưu Anh lại bảo, dùng sức thêm một chút. Không vấn đề, xem hồ gia thập bát phách của ta đây. Dứt lời Lưu Anh đã ngã xuống sấp mặt. Ngay khi cô ta thành công chui lọt trên bầu trời lúc này xuất hiện một chú rồng với nhiều linh khí nguyệt lưu anh bị té đau nên ấm ức mà quát cầu tặc ngươi cố ý đúng không ta sẽ nhớ chuyện này xong rồi cô ta liền trở mặt chuẩn bị rời đi ta sẽ không nói vị trí của lăng hàn yên cho ngươi đâu tự tìm đi cáo tử tuy nhiên cô ấy chưa kịp đi thì đã bị khế ước chủ nô xiềng xích lại cô ta hốt hoảng mà kêu lên đây đây là gì lâm kha cười vẻ đắc ý có vẻ là vừa rồi gấp gáp quá ta không giải thích rõ đây là khế ước chủ nô mà bản toạn đã tham khảo của một oan gia nào đó ta bắt trước là một khế ước tạm thời sau khi lập khế ước tu vi chủ nô tương thông chủ chết thì nô chết vui buồn cùng nhau cô ta tức tối mà đáp lại biến thái vô liêm sĩ muốn coi ta là nô lệ còn không tẻ một bãi mà soi lại mình lâm kha liền thắp một nén hương mà nói rất tốt hy vọng sau một nén hương chân của ngươi vẫn còn cứng như miệng của ngươi không lâu sau đó nguyệt lưu anh bỗng quỳ xuống mà nhẹ giọng chủ nhân ta sai rồi xin hãy thương hại người ta lâm kha vui vẻ mà đáp lại sớm biết như vậy có phải tốt không bây giờ có thể nói cho ta biết lăng hàn yên ở đâu chưa cô ta liền nói hoàng lăng lâm kha bước tới dìu cô ta đứng dậy mà nói mặc dù ta không quan tâm đến chuyện của hoàng gia nhưng ta biết hoàng lăng không ở trong kinh thành ngươi còn dám dở trò cô ta tỏ ra oan ủng nên vội đáp ngươi nói đó là mộ của hoàng tộc đời sau ta nói là mộ của lão tổ lập quốc ly quốc nghe nói phải bảo vệ thánh nhân chi bảo trong quốc hố đã chôn mình dưới quốc hố ngưng tụ trận thế để những kẻ dòng ngó không lại gần quốc hồ nghe xong lâm kha vội nghĩ thầm Lẽ nào Lăng Hàn Yên đang phá hoại trận thế? Chuyển cảnh, trời đang mưa mà mọi người đang đi ngoài trời, một ông lão liền nói: "Các hương thân, trời mưa xét đánh, quay về nhà thu quần áo thôi." Cũng có người phàn nàn, thời tiết chết tiệt này, nói thay đổi là thay đổi ngay. Bỗng nhiên có cô gái đang đi một mình dưới mưa. Hả? À, và một ông lão với vẻ mặt lạnh lùng trông thấy mà ngạc nhiên. Sau đó ông ta vừa định rút kiếm vừa nói: "Tiểu nương tử, trời mưa rồi còn không mau về nhà trông con." Cô ta chỉ hừ lên một tiếng rồi lạnh lùng thi triển pháp thuật vì bị tấn công bất ngờ nên ông ta hơi kinh ngạc mà mất bình tĩnh ông ta bức xúc mà hỏi lại đang đùa với nước ư cô ta cười nhẹ mà đáp lại đùa với nước thì sao chưa từng nghe nói nữ nhân đều là nước sao chỉ một trưởng của cô ta cũng đủ khiến ông ta ngã xuống máu từ trong miệng phun ra ông ta không cam tâm mà lên tiếng hợp hoan tông các ngươi phản bội chư tông chúng ta muốn độc chiếm chỉ bảo thánh nhân không sợ trời phạt sao cô gái đứng đó nghiêm mặt mà nói chư tông chẳng qua cũng chỉ là đạo tặc mà thôi hợp hoan tông bọn ta thích thục nữ hơn một chút nên lựa chọn đặt cược hoàng tộc lạc thị dù bị thương là thế nhưng ông ta vẫn cố nói một cây khó chống nổi nhà hợp hoan tông đi ngược lại chắc chắn sẽ gặp đại họa cũng chưa chắc đâu cô ta vừa dứt lời thì bỗng nhiên có một tên lạ mặt xuất hiện bay đến hắn ta liền xuống tay với ông lão mà còn lên tiếng đã bất đồng hà tất phải nhiều lời với hắn xong xuôi hắn ta quay sang nói với cô gái thái hậu thủ vệ quốc khố trống rỗng bên đó trông cậy cả vào người nói xong hắn ta vội vàng bỏ đi đứng lại thêm một tên đầu chọc đang đuổi theo hắn ta gương mặt đầy những vết môi son ông ta nói trong bực tức nico của tịnh vân am còn dám phá kim cương đồng tử công của lão nạp đứng lại cho ta bất chợt ở phía sau lại có người đuổi theo tên đầu chọc đầu chọc ngươi còn dám đoạt sư thái với bần đạo các ngươi lấy di bảo ta lấy sư thái chuyển cảnh lăng tuyết nhạn đang suy tính chuyện gì đó nên tự nói hư không thủ vệ hoàng nhi của bổn cung không yếu ớt như vẻ bề ngoài tại đài điểm tướng lạc vi đang từ từ bước xuống trong khi đó nghiêm tướng quân và quận chúa đã có mặt cùng với những binh lính nhìn thấy lạc vi tâm võ liền quỳ xuống bẩm báo bệ hạ tông môn yêu nhân làm loạn thánh kinh xông vào quốc hố tội không thể tha ba ngàn giáp vệ vũ lâm quân ta đã chuẩn bị sẵn sàng quận chúa lạc vân cũng lên tiếng bệ hạ một ngàn phủ binh của phụ vương thần cũng mang đến rồi những tiểu tặc này dám dòng ngó bảo bối hoàng tộc ta nhất định phải cho chúng biết tay lạc vi cũng đồng tình rút kiếm đưa thẳng lên trời mà tuyên bố các tướng xông lên cùng chấm giết giặc những binh lính cũng gieo lên giết 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 tại quốc hố lúc này mọi người hai phe địch ta đang quyết chiến khốc liệt tên lưu thiên nhiên máu lửa mà lên giọng các vị đồng môn cố lên phá quốc khố thánh vật sẽ là của chúng ta từ xa lâm kha và nguyệt lưu anh cũng đang quan sát lưu anh bỗng lên tiếng quả nhiên một khi phá thế trận người của những tông môn này không thể khống chế nổi nếu như muốn bảo vệ quốc khố nhất định phải đến hoàng lăng nhằm khôi phục địa mạch đã bị lăng hàn yên cắt đứt tuy nhiên lâm kha lại lo lắng chuyện trước mắt thủ vệ đã thua liên tiếp nhất định phải đánh lui những tông môn này trước mới được nếu như chúng ta đi khôi phục địa mạch thời gian di bảo thánh nhân bị đoạt mất vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa rồi cũng trong lúc này tại quốc khố đang gây gò bỗng có một người từ xa lao tới tấn công lưu thiên nhiên từ phía sau thập bát tử sĩ thanh mục tông ở đâu giết cấm dục đoạt thánh vật ăn miếng trả miếng giết 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 những tông môn tranh giành mà chém giết lẫn nhau lâm kha và lưu anh đi tới trông thấy cảnh này thì lưu anh nhìn hỏi đây là lâm kha lại nói thêm ôi hình như còn có thể cầm cự được một lúc đi chúng ta đến hoàng lăng dưới lòng đất tìm lăng hàn yên nhằm khôi phục địa mạch thế là anh ta liền bế lưu anh lên mà rời đi chuyển cảnh lâm kha đang đào đường hầm để đi xuống hoàng lăng vừa đào anh ta vừa hát trong một khu vườn nhỏ đào một cái hố trồng hạt sống nho nhỏ nở ra một bông hoa nho nhỏ nguyệt lưu anh đi phía trước không hiểu nên hỏi hoa gì anh ta ngước lên trông thấy nguyên cái bàn tọa của cô ta mà bảo là hoa cúc dường như phát hiện ra cô ta quay lại mà lên tiếng ngươi là một đại nam nhân tại sao lại cứ trốn sau lưng ta đào không thể chăm sóc bổn cô nương một chút sao ta lại thích ở phía sau hơn nữa không phải ngươi nói ngươi có cách đến hoàng lăng dưới lòng đất tìm lăng hàn yên đây là cách của ngươi sao cô ta tức tối mà trả lời trên mặt đất đệ tử các môn đang chiến đấu với triều đình không phải là ta suy nghĩ cho ngươi để tránh bị họ phát hiện sao tức chết đi được lão nương không làm nữa lâm kha liền sử dụng chiêu thức mà phá đất rồi nói gà mờ tránh ra một chút cẩn thận chút nữa cục bộ địa khu có máu ngay lập tức một lỗ hỏng xuất hiện tạo ra một lối đi tất sát bùng nổ sau vườn hoa nguyệt lưu anh lo sợ đứng lên lấy tay che cái mông lại mà bực bội nói có cách mà không dùng sớm ngươi đi phía trước đi lâm kha lại nói ngươi đã bỏ lỡ một cơ hội quan trọng để trao đổi với ta sau này nghĩ thông suốt rồi hãy đến tìm ta câu nói này đã khiến cho lưu anh tức đến muốn bốc khói đầu luôn rồi